Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, nhiệt kế căng thẳng ở khu vực đang tiếp tục gia tăng trong những ngày qua ở khu vực Đông Nam Á. Đúng như những gì mà chúng ta đã nhận định trước đây, Trung Quốc đang tận dụng những cơ hội vàng dưới thời Tổng thống Biden và khi mà cuộc bầu cử Mỹ 2024 còn đang diễn ra để thực hiện hàng loạt những động thái lớn chưa từng có. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Úc đã làm thay đổi toan tính của Bắc Kinh ở khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt đáng chú ý là tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Úc và Việt Nam. Sức nóng của khu vực càng nóng hơn khi Nam Bắc Hàn đang hầm hè như chuẩn bị lao vào nhau. Đông Nam Á đang trở thành một điểm nóng đầy bất ổn và đây cũng sẽ là đề tài mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay. Lê Minh xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Trung Quốc đòi sở hữu quá mức vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Ngày 1 tháng 3, tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc ra tuyên bố về đường cơ sở của lãnh hải phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Theo đó, phía Trung Quốc đơn phương viện dẫn luật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải và vùng tiếp giáp ngày 25 tháng 2 năm 1992. Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố đường cơ sở của lãnh hải ở phần phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Đáng lưu ý là Trung Quốc công bố đường cơ sở lấn chiếm quá mức ở vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, phơi bày rõ âm mưu chiếm vùng biển của Việt Nam. Đường cơ sở này trước đây không tồn tại và không rõ tại sao Trung Quốc lại quyết định công bố vào thời điểm này. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1996, Bắc Kinh đã công bố 49 điểm cơ sở cho toàn bộ bờ biển Trung Quốc từ đảo Hải Nam đến Thanh Đảo, nhưng không có điểm cơ sở phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Quan sát trên bản đồ và đối chiếu với thông số mà phía Trung Quốc công bố trong 7 điểm cơ sở thì sẽ thấy có một số điểm cơ sở quá xa bờ biển Trung Quốc và đường cơ sở có vẻ vi phạm nghiêm trọng luật biển của Liên Hợp Quốc. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ vào năm 2000 với đường phân giới rõ ràng, nên đường cơ sở mới dự kiến sẽ không gây tổn hại nhiều đến lợi ích kinh tế của Việt Nam, miễn là Bắc Kinh không yêu cầu đàm phán lại. Thế nhưng mà nó cũng sẽ gây ra sự phức tạp cho các hoạt động hàng hải khác trong khu vực. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc không bao giờ là người tuân thủ luật lệ. Luật là do họ đặt ra và ngay cả khi đưa ra 7 điểm cơ sở chủ quyền lãnh hải cũng là viện dẫn luật pháp Trung Quốc. Không có một dòng nào dựa trên luật biển quốc tế hay là thỏa thuận chung về việc phân chia lãnh hải với Việt Nam. Cho nên người ta nghi ngại rằng Bắc Kinh sẽ chơi bài mập mờ rồi lấn chiếm từ từ khi tung hỏa mù về sự chồng chéo giữa vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc với đường trung tuyến và khu vực đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Vậy thì đường cơ sở là gì? Thưa quý vị, đường cơ sở theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS là đường chạy dọc theo bờ biển của một quốc gia, từ đó đo lường phạm vi lãnh hải và các vùng biển khác. Các vùng biển khác nhau mang lại cho quốc gia ven biển các quyền tài phán khác nhau. Và vùng càng gần đường cơ sở thì quyền tài phán liên quan của quốc gia đó thì càng lớn. Phần đất liền bên trong đường cơ sở là vùng nội thủy, nơi các quốc gia có cùng quyền tài phán chủ quyền như đối với lãnh thổ đất liền của mình. Không có tàu hoặc máy bay nước ngoài nào được phép thực hiện cái gọi là đi qua vô hại qua vùng nội thủy của một quốc gia. Còn lãnh hải, cách đường cơ sở 12 hải lý là nơi quốc gia ven biển có chủ quyền và quyền tài phán độc quyền, không chỉ đối với biển mà còn đối với đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như đối với vùng trời trên biển. Máy bay nước ngoài không được phép bay qua vùng trời phía trên lãnh hải của quốc gia ven biển nếu như không được cho phép. Một số quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam cũng yêu cầu phải có giấy phép hoặc thông báo trước khi tàu chiến nước ngoài có thể đi qua lãnh hải của mình. Nhưng việc Trung Quốc đưa ra đường cơ sở mới sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động tự do hàng hải, nghiên cứu khoa học, lắp đặt dây cáp hoặc đường ống và công tác cải tạo đảo. Quan trọng hơn, vùng nội thủy mở rộng có nghĩa là sẽ không có quốc gia nào khác có thể tiếp cận một khu vực rộng lớn. Hà Nội chưa có phản ứng trước các thông báo của chính phủ Trung Quốc. Nhưng theo ý kiến của một số chuyên gia, ngay cả khi Việt Nam phản đối, thậm chí kiện ra tòa án quốc tế thì cũng khó có thể đạt được mong muốn vì sự áp đảo của Trung Quốc. Ngay cả trường hợp như Philippines, quốc gia duy nhất trong tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc dám kiện và cũng đã được tòa trọng tài thường trực ra phán quyết bác bỏ mọi yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Thế nhưng mà Bắc Kinh thì lại bác bỏ phán quyết đó của tòa án và gọi đó là bất hợp pháp, vô hiệu và bất tuân theo. Đó là nguyên nhân cho việc Trung Quốc ngang nhiên có hành động áp đảo Philippines trong các cuộc đụng độ tàu thuyền gần đây.
Và trong bối cảnh này, các quốc gia trong khu vực tranh chấp đã có những giải pháp giải quyết vấn đề riêng của mình. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nâng tầm quan hệ Úc-Việt. Theo các phương tiện truyền thông trong nước, quan hệ Việt Nam-Australia đã được nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3. Việc nâng cấp cho phép hai nước tiếp tục phát triển mọi mặt trong mối quan hệ song phương, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Bình luận về mối quan hệ này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, năm thập kỷ qua đã chứng kiến Australia và Việt Nam xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, tình hữu nghị dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, mối quan hệ gia đình và cộng đồng, cũng như tầm nhìn chung về một thế giới cởi mở, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Còn Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì nhấn mạnh, Việt Nam và Australia đã bước vào một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương với những nội dung hợp tác rất thực chất, hiệu quả và bền vững trên các lĩnh vực. Điều này sẽ giúp đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và hữu nghị ở khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ bao gồm 6 lĩnh vực lớn, bao gồm: thứ nhất, làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, an ninh quốc phòng và tư pháp. Hai nước đổi mới cam kết thường xuyên tăng cường hợp tác cấp cao trên tất cả các kênh, bao gồm cả các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo thường niên. Đáng chú ý, họ cam kết mở rộng hợp tác, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin và tình báo, tăng cường hợp tác hàng hải và tăng cường hợp tác về an ninh mạng cũng như là các công nghệ quan trọng. Ngoài ra, đôi bên còn tăng cường chia sẻ thông tin và dự báo về các vấn đề chiến lược mà đôi bên cùng quan tâm. Thứ hai là tăng cường hợp tác kinh tế. Họ theo đuổi thương mại và đầu tư cởi mở hơn thông qua hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia và các hành động bổ sung để thực hiện đầu tư chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040. Hai nước cam kết thực hiện đầy đủ các hiệp định mà cả hai nước đều là thành viên, như là hiệp định ASEAN, Australia, New Zealand, khu vực thương mại tự do, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Họ sẽ làm việc cùng nhau thông qua các cơ chế quốc tế khác như các cơ chế liên quan đến ASEAN, Hội nghị Á-Âu-ASEM, WTO, Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng. Đôi bên ghi nhận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA lâu dài của Úc dành cho Việt Nam. Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam thông qua các sáng kiến song phương, tiểu vùng và khu vực, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thứ ba, xây dựng kiến thức và kết nối con người. Các nước thừa nhận vai trò then chốt của quan hệ nhân dân với nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ. Úc hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo. Đồng thời, họ khuyến khích quan hệ hợp tác về thể chế giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Australia và Việt Nam, cũng như khu vực tư nhân của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam và Australia đang tìm kiếm cơ hội hỗ trợ tăng cường du lịch giữa hai nước. Họ sẽ tăng cường dòng chảy hai chiều của những người trẻ đang tìm cách đi nghỉ và làm việc tại Úc và Việt Nam thông qua thỏa thuận thị thực, làm việc và kỳ nghỉ. Trong khi đó, họ tiếp tục dòng sinh viên hai chiều giữa Úc và Việt Nam. Thứ tư là tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường và năng lượng. Đôi bên cam kết hợp tác để thực hiện hành động đầy tham vọng về khí hậu bằng cách cùng nhau hỗ trợ chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam nhằm cân bằng tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu bằng không, bằng cách giúp kích thích mức tài chính và đầu tư cao hơn của khu vực tư nhân vào những nỗ lực giảm thiểu và thích ứng của Việt Nam. Hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới và phát triển chuyển đổi số. Việt Nam và Australia sẽ xây dựng năng lực về khoa học, đổi mới và công nghệ nhằm phát triển bền vững và toàn diện hệ thống nghiên cứu và đổi mới quốc gia của Việt Nam. Họ sẽ hợp tác chặt chẽ để cải thiện hệ sinh thái đổi mới quốc gia và xây dựng năng lực cho sự phát triển bền vững và toàn diện của hệ thống nghiên cứu và đổi mới quốc gia của Việt Nam. Đồng thời, đôi bên tăng cường hợp tác về chuyển đổi kỹ thuật số và hòa nhập kỹ thuật số, bao gồm thông qua biên bản ghi nhớ về kinh tế kỹ thuật số. Thứ năm, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế. Đôi bên hợp tác chặt chẽ song phương, ba bên và đa phương để mở rộng hỗ trợ lẫn nhau cho các thể chế củng cố một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cởi mở, ổn định và thịnh vượng. Hai nước thừa nhận ASEAN là trung tâm của sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực,
đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm và thống nhất của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Các bên bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiểu vùng sông Mekong thịnh vượng và kiên cường, cũng như nhu cầu hợp tác khu vực để giải quyết các thách thức chung, bao gồm biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, quản lý nước xuyên biên giới và an ninh lương thực, cũng như đảm bảo an ninh khu vực. Đứng về góc độ chiến lược, việc nâng tầm quan hệ chiến lược giữa Úc và Việt Nam mà chúng ta vừa nói ở trên thì thấy rằng việc Úc nâng tầm quan hệ chiến lược đối với Việt Nam có nhiều ý nghĩa quan trọng trong bàn cờ địa chính trị, bao gồm đa chiều hóa quan hệ ngoại giao, sự tăng cường quan hệ với Việt Nam giúp Úc đa dạng hóa mối quan hệ ngoại giao và giảm bớt sự phụ thuộc vào một số đối tác chính truyền thống khác. Nói đơn giản hóa thì là đưa Việt Nam dần dần thoát khỏi nanh vuốt ngoại giao của quyền lực mềm từ Trung Quốc. Thêm nữa, việc Úc hợp tác sâu rộng với Việt Nam giúp tăng cường vị thế của Úc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh sự cạnh tranh địa chính trị và an ninh ngày càng gia tăng, tức là đối trọng với sự bành trướng của Trung Quốc và tham vọng trong khu vực. Đặc biệt, khi gia tăng hợp tác kinh tế cũng mở ra cơ hội mới trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, công nghệ, dầu khí và du lịch. Và đây cũng là cách thức giúp Việt Nam thoát khỏi tầm ảnh hưởng của bẫy nợ Bắc Kinh. Đặc biệt chú ý là sự hợp tác về an ninh và quốc phòng. Điều này sẽ giúp Việt Nam nhiều hơn trong vấn đề đối phó với tham vọng bành trướng ở Biển Đông. Đối với Trung Quốc mà nói, việc Úc gia tăng hiện diện công khai ở Đông Nam Á sẽ đặt nước này vào tình thế ngồi trên đống lửa, vì Trung Quốc có thể đối diện với một số vấn đề như sau. Một là sự hiện diện mạnh mẽ của Úc ở khu vực có thể làm tăng cường sự cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc, đặc biệt là trong việc tranh giành ảnh hưởng và ủng hộ của các quốc gia trong khu vực. Hai là Úc có thể tăng cường hợp tác an ninh với các quốc gia Đông Nam Á để đối phó với những thách thức an ninh như là buôn lậu và hậu quả của các hoạt động phi pháp trên biển. Ba là Úc có thể thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á tăng cường kiểm soát biển và tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều này có thể tạo ra áp lực đối với Trung Quốc trong việc thực hiện các hoạt động được coi là chưa hợp pháp hoặc gây căng thẳng trên Biển Đông. 4 là sự hiện diện của Úc có thể thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á tìm kiếm sự hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác khu vực khác như là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Điều này có thể làm gia tăng áp lực đối với Trung Quốc trong khu vực. Bước đi tiếp theo khiến cho Trung Quốc lo lắng hơn nữa chính là việc Úc gia tăng mối quan hệ với cả ASEAN. Vốn đây là khối mà Trung Quốc đã nghĩ rằng mình đã nắm phần thao túng lớn vì họ cũng đã rót rất nhiều tiền để làm bẫy nợ ở đây. Hướng đi mới của Australia tại ASEAN. Ngày 4 tháng 3, Reuters đưa tin Úc sẽ thành lập một cơ sở tài chính trị giá 2 tỷ đô la Úc, tức là khoảng 1,3 tỷ USD, để thúc đẩy thương mại và đầu tư ở Đông Nam Á. Động thái này cho thấy Úc đang theo sau Mỹ để gây dựng mối quan hệ đối tác với khu vực trẻ và sôi động này. Không chỉ vì mục đích kinh tế, mà quan trọng nhất là bảo vệ lợi ích hàng hải của Úc và cân bằng đối trọng với Trung Quốc. Điều này xảy ra sau khi Trung Quốc đang phi mã trong việc thiết lập quyền ảnh hưởng đối với ASEAN. Úc gần đây đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Melbourne, nhân kỷ niệm 50 năm liên minh giữa Úc và ASEAN. Kết quả là họ đã đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, tuyên bố kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông đang tranh chấp và ủng hộ lệnh ngừng bắn lâu dài ở dải Gaza. Cuộc họp nêu bật những phức tạp đang diễn ra trong khu vực, đặc biệt liên quan đến sự hiện diện ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Lời kêu gọi một trật tự dựa trên luật lệ phản ánh cam kết chung về sự ổn định và hợp tác. Tuyên bố nêu rõ, chúng tôi thừa nhận lợi ích của việc có Biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi khuyến khích tất cả các nước tránh mọi hành động đơn phương gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tình hình hiện nay ở Biển Đông được coi là ổn định. Trong khi đó, Bắc Kinh phớt lờ những bằng chứng cáo buộc sự hung hăng của mình đối với tàu tiếp tế của Philippines mấy ngày qua. Buồn cười ở chỗ, Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như hoàn toàn đối với Biển Đông, tuyến đường hàng hải quan trọng mang lại hơn 3.000 tỷ USD cho thương mại hàng hải hàng năm, gây ra căng thẳng, đặc biệt là với Philippines. Bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực bác bỏ cơ sở pháp lý của Trung Quốc đối với các yêu sách trong khu vực, Bắc Kinh vẫn tiếp tục bác bỏ quyết định này. Đây gọi là sự ổn định sao?
Câu hỏi đặt ra là tại sao đến thời điểm này Úc lại nhảy vào khu vực để mà chống lại Trung Quốc? Đó chính là việc Trung Quốc đã gia tăng đầu tư vào châu Á lên đến 37% vào năm 2023, dẫn đầu là Indonesia. Đây là một con số báo cáo gần đây của Đại học Griffin ở Brisbane và Đại học Fudan ở Thượng Hải đăng tải ngày hôm qua ngày 7 tháng 3. Điều này đồng nghĩa quyền ảnh hưởng của Trung Quốc đã gia tăng ở Indonesia, mà Indonesia thì lại là vùng đệm an ninh của Úc. Nhìn trên bản đồ sẽ thấy rõ, việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Indonesia có thể dẫn đến một sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp Úc trong lĩnh vực thương mại và đầu tư tại Indonesia. Điều này có thể ảnh hưởng đến các lợi ích kinh tế của Úc trong khu vực. Về vấn đề an ninh và quốc phòng, sự tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tại Indonesia có thể gây ra lo ngại cho Úc về an ninh và quốc phòng trong khu vực. Đặc biệt là nếu Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để tăng cường quan hệ với Indonesia trong lĩnh vực quân sự hoặc thâm nhập vào khu vực chiến lược của Úc. Đặc biệt nhấn mạnh là việc tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tại Indonesia có thể làm thay đổi cân bằng quyền lợi và quan hệ lực lượng trong khu vực Đông Nam Á. Điều này có thể tạo ra một môi trường khu vực không ổn định, ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh của Úc và các đối tác khu vực khác. Chính vì vậy mà Úc có thể cảm thấy áp lực khi mà đối thủ đã tới gần cửa nhà rồi. Do vậy mà Úc phải gia tăng quyền ảnh hưởng ở khu vực ASEAN để đạt được thế cân bằng và kìm hãm Trung Quốc tại khu vực này. Điều này đồng nghĩa với việc chính sách đối ngoại của Úc đã chính thức thay đổi để đối phó với Trung Quốc. Nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024, thì liên minh bộ tứ Quad bao gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật, Úc sẽ được hồi sinh và bàn cờ địa chính trị ở khu vực cũng sẽ thay đổi. Lợi thế đương nhiên là sẽ thuộc về bộ tứ và Bắc Kinh sẽ phải dè chừng rất là nhiều. Bên cạnh sức nóng của cuộc đụng độ gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc hay tuyên bố gây mâu thuẫn của Trung Quốc với lãnh hải Việt Nam hoặc sự hiện diện của Úc ở khu vực thì vẫn còn một điểm nóng cực kỳ gay gắt, đó là căng thẳng Nam Bắc Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên tiến hành tập trận pháo binh có khả năng tấn công Seoul. Thưa quý vị, trong cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn mà các đơn vị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành vào ngày 7 tháng 3, các loại súng tầm xa đã được bắn, có khả năng tấn công thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cuộc tập trận bắt đầu bằng việc trình diễn bắn các đơn vị pháo binh tầm xa, khiến thủ đô của kẻ thù bị tấn công, thực hiện các nhiệm vụ quân sự quan trọng nhằm kiềm chế chiến tranh gần biên giới. Cuộc tập trận nhằm mục đích kiểm tra và đánh giá khả năng tấn công của hỏa lực các đơn vị pháo binh thuộc đội hình lớn của quân đội Triều Tiên. Được biết, vụ nổ súng do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo. Cuộc tập trận có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun-nam và Tổng tham mưu trưởng Lee Jong-gin. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đích thân đến các vị trí bắn và nhiệt liệt chúc mừng các binh sĩ dũng cảm đã bắn thành công. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh tất cả các đơn vị pháo binh phải tăng tốc công việc để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu liên tục, nhằm chủ động tấn công nhanh và không thương tiếc khi bước vào một cuộc chiến thực sự. Trước đó ngày 5 tháng 3, BBC đưa tin, Seoul cho biết Triều Tiên đã tấn công các nhà sản xuất thiết bị chip tại Hàn Quốc. Cơ quan tình báo quốc gia của Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đang cố gắng sản xuất chất bán dẫn cho các chương trình vũ khí của mình. Vụ việc diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol cảnh báo rằng Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích như tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới. Năm ngoái, Triều Tiên đã đột nhập với email của một trợ lý Tổng thống Yoon. Tình báo Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi tin rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị sản xuất chất bán dẫn của riêng mình trước những khó khăn trong việc mua sắm do các lệnh trừng phạt. Họ nói thêm rằng, những nỗ lực của Bình Nhưỡng có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu có chip cho các chương trình vũ khí của họ, bao gồm cả vệ tinh và tên lửa. Tình báo Hàn Quốc tin rằng, Triều Tiên đã xâm nhập vào máy chủ của hai công ty thiết bị chip vào tháng 12 và tháng 2, đánh cắp thiết kế, sản phẩm và hình ảnh cơ sở của họ. Nó cũng cảnh báo các công ty khác trong ngành sản xuất chip phải đề phòng các cuộc tấn công mạng. Tình báo Hàn Quốc cho biết, các công ty của Hàn Quốc đã trở thành mục tiêu chính của tin tặc Triều Tiên kể từ cuối năm ngoái. Mới tháng trước, văn phòng Tổng thống Yoon cho biết việc xâm phạm tài khoản email của một trợ lý là do vi phạm các quy định bảo mật và hệ thống chính thức của tài khoản này không hề bị hack. Bình Nhưỡng luôn phủ nhận liên quan đến tội phạm mạng, nhưng Seoul thì luôn đổ lỗi cho tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp số tiền lớn, thường là tiền điện tử, để tài trợ cho chế độ và chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Bất chấp sự phủ nhận của Triều Tiên, phía Hàn Quốc vẫn tiếp tục cáo buộc và đổ lỗi cho những hành động mang tính khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng. Hiện chưa có một thông tin khách quan hay là một cơ quan điều tra nào chứng minh cáo buộc từ phía Hàn Quốc. Nhưng việc Nam Bắc Hàn đang hầm hè nhau và những luận điệu đầy mùi thuốc súng
có thể dẫn tới kích nổ xung đột gây bất ổn trong khu vực. Trong trường hợp Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, đương nhiên cũng là tấn công vào Mỹ vì sự đồn trú của quân đội Mỹ ở quốc gia này. Nếu thế thì liệu Mỹ có thể dàn trải lực lượng về tài chính, khí tài, nhân lực tới điểm nóng tiếp theo trên toàn cầu để mà bảo vệ đồng minh không? E rằng là sẽ khó, thưa quý vị. Khi đó, Mỹ buộc phải tính toán tới việc hoặc bỏ lại Ukraine, hoặc bỏ lại Israel và phải tập trung bảo vệ đồng minh ở châu Á và xoay trục về để mà đối phó với Trung Quốc. Khi này, đối với Tổng thống Biden mà nói, ông ấy sẽ mất điểm trong con mắt đồng minh và cũng hạ điểm uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Nhưng về mặt chiến lược, ông ấy đã trở lại với chiến lược mục tiêu. Trung Quốc mới là đối thủ mục tiêu số 1, chứ không phải là Nga. Khi này rất có thể nó sẽ giúp ông ấy có điểm nào đó trong cuộc tranh cử Tổng thống sắp tới của mình. Thế nhưng mà liệu ông Biden có trở lại với chiến lược chính của Mỹ hay không? Hay sẽ vẫn tiếp tục làm ngơ để đồng minh của mình tự vật lộn với sự bành trướng và mở rộng quyền ảnh hưởng, cũng như là đế chế đỏ của Bắc Kinh? Đây sẽ là một vấn đề mà chúng ta không thể trả lời ngay tức thời, và vẫn cần phải quan sát nó thêm, thưa quý vị. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới để liên tục thảo luận với chúng tôi một cách sôi nổi nhất. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, các trang mạng Trung Quốc bắt đầu đăng tải một bức ảnh vệ tinh cho thấy đảo Chi Tôn, là hòn đảo gần Việt Nam nhất trong nhóm quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm đóng, đã bị Bắc Kinh tiến hành nhiều hoạt động cải tạo đất và xây dựng mới liên quan đến quân sự, bao gồm lắp đặt radar, sân bay trực thăng, v.v. Những bức ảnh vệ tinh của sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á CSIS cung cấp từ năm 2016 so sánh với hiện tại và bức ảnh vệ tinh năm 2023, chúng ta sẽ thấy đảo Chi Tôn là một trong 4 đảo ở Hoàng Sa dường như đã có các bến cảng nhỏ trước đợt xây dựng rầm rộ hiện nay. Nhưng cơ sở vật chất của nó gần đây đã được mở rộng, bao gồm cả một sân bay trực thăng mới. Hòn đảo này cũng là nơi duy nhất treo một lá cờ lớn của Trung Quốc và các ký tự. Cả hai đều có thể được nhìn thấy từ vệ tinh hoặc là giám sát trên không, để Trung Quốc có thể khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa. Đáng chú ý là hòn đảo này chỉ cách Việt Nam 250 km mà được Trung Quốc cải tạo và lắp đặt radar, sân bay trực thăng v.v. để phục vụ cho mục đích quân sự. Bản thân nó cũng là một hòn đảo còn đang trong tranh chấp vì cả Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở đây. Ấy thế mà Trung Quốc đang ngang nhiên thực hiện các động thái cải tạo lớn. Điều này rõ ràng là một cách khiêu khích và đe dọa Việt Nam cũng như là Đài Loan. Từ những bức ảnh vệ tinh mà chúng ta vừa nói ở trên cho thấy, hoạt động mới bao gồm một số vật liệu xây dựng, container và một giải đất được đánh dấu bên cạnh các cơ sở hiện có mà Trung Quốc đã xây dựng ở đó như là sân bay trực thăng và bến cảng trên, kể cả giải đất hình chữ nhật dài chạy qua. Đây là bằng chứng về hoạt động xây dựng mới của Trung Quốc trên một hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Và một lần nữa, nó đã làm dấy lên mối lo ngại về sự xâm nhập của Bắc Kinh và những tác động địa chính trị tiềm tàng đối với các bên tranh chấp trong khu vực và các bên liên quan quốc tế. Và câu hỏi đặt ra là, có gì đằng sau những hoạt động này của Trung Quốc? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, nó thể hiện rất rõ việc Trung Quốc kiên quyết thôn tính toàn bộ Biển Đông một cách từ từ bằng chiến thuật, chia nhỏ từng miếng mồi và nuốt từng phần một. Theo ghi chép lịch sử, thì Trung Quốc chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 từ Việt Nam, một trong 4 nước Đông Nam Á có yêu sách ở Biển Đông cùng với Brunei, Malaysia và Philippines. Căng thẳng tiếp tục bùng lên định kỳ giữa Bắc Kinh và Hà Nội về vấn đề Biển Đông, nghiêm trọng nhất là vào năm 2014, khi một giàn khoan dầu của Trung Quốc bắt đầu khoan ở vùng biển Việt Nam. Trong khoảng hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã dần dần xây dựng và quân sự hóa một số đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa nhằm thực thi yêu sách đường chín đoạn của mình đối với gần như toàn bộ Biển Đông, gây tổn hại cho những người khác và vi phạm luật pháp quốc tế. Chính điều này đã khiến các quốc gia đang nằm trong tranh chấp và cộng đồng quốc tế đương nhiên phải xem xét kỹ lưỡng hơn những hành động xâm nhập ngày càng gia tăng mà Bắc Kinh thực hiện ở Biển Đông. Giải pháp cho các nước nhỏ trong khu vực là cần phải dùng công cụ ngoại giao, liên kết và mạng lưới an ninh để có thể tạo thành một khối cùng đối phó với dã tâm của Bắc Kinh. Nếu chúng ta nhìn trên một bàn cờ lớn thì sẽ thấy kế hoạch của Trung Quốc trên đảo Chi Tôn có thể có tác động tới cách tiếp cận tổng thể của họ ở Biển Đông. Chi Tôn hiện kém hơn các hòn đảo quân sự lớn hơn khác do Trung Quốc chiếm đóng như là đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất trong nhóm đảo này, có các đặc điểm như một căn cứ không quân lớn với máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã được phát hiện, cùng với trung tâm hành chính thành phố Tam Sa Trung Quốc được thành lập vào năm 2012 để hỗ trợ hợp pháp hóa các yêu sách của mình. Những hành vi của Trung Quốc
có tác động tới địa chính trị rộng lớn hơn ở Biển Đông sẽ biến nơi đây thành một điểm nóng. Vì tình hình Biển Đông vẫn còn khá nghiêm trọng đối với các bên tranh chấp ở Đông Nam Á và Trung Quốc tiếp tục sử dụng quyền kiểm soát lớn hơn tại đây để thực thi các yêu sách của mình thông qua nhiều động thái khác nhau vào năm 2023. Trong đó bao gồm cả việc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tuần liền, sử dụng tia laser và vòi rồng làm chói mắt các tàu của Philippines và bày tỏ quan ngại về các nỗ lực thăm dò năng lượng của Malaysia cùng Indonesia. Bắc Kinh ủng hộ một cách khoa trương các cuộc đàm phán song phương và đàm phán với ASEAN với tư cách là một khối, nhưng có một khoảng cách rõ ràng giữa lời nói và hành động của họ trên vùng biển này, điều mà ngay cả các quốc gia không có tranh chấp quan tâm cũng nhận thấy. Tiến độ xây dựng của Trung Quốc trong những tháng tới trên đảo Chi Tôn sẽ rất quan trọng để chúng ta cùng theo dõi. Mặc dù rõ ràng là Bắc Kinh rất muốn mở rộng sự hiện diện của mình trên đảo này, nhưng hình thức chính xác của điều đó vẫn chưa rõ ràng. Một số người lập luận rằng đã có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một đường băng, nhưng những người khác tin rằng mô tả này phù hợp hơn với một loại đường bộ trên cao nối căn cứ trên đảo Chi Tôn với các cơ sở mới được quy hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và quản lý lũ lụt thường xuyên. Điều này sẽ hình thành trong bối cảnh những động lực thay đổi rộng lớn hơn ở Biển Đông. Vì Việt Nam và các quốc gia có tranh chấp biết mình không thể đối đầu với một cường quốc khu vực được. Do đó, họ sẽ vươn tới hợp tác với các cường quốc bên ngoài như là Úc, Ấn Độ, Mỹ và liên kết chặt chẽ hơn với Nhật Bản, vốn là đồng minh ruột của Mỹ, để tạo thế cân bằng với Bắc Kinh. Điều này rõ ràng không phải do Việt Nam muốn lựa chọn như thế, mà là Trung Quốc, chính Trung Quốc thưa quý vị, đã buộc Việt Nam phải lựa chọn. Không thể nói là hàng xóm tốt khi o ép nhau về mọi mặt được. Chính bước đi tạo thế cân bằng này là một bước quan trọng trong cán cân liên kết rộng hơn của Hà Nội, nhưng có thể có nghĩa là phải điều hướng các vùng biển khó khăn hơn trong quan hệ với Trung Quốc, bao gồm cả ở Biển Đông. Điều quan trọng hơn là các quốc gia yêu sách và ASEAN với tư cách là một khối cần phải thống nhất hành động để ngăn cản sự xâm chiếm mới của Trung Quốc và đóng băng tham vọng chiến lược rộng lớn hơn của họ ở Đông Nam Á. Ở góc độ quốc gia mà nói, trong cuộc chiến chống Trung Quốc, Việt Nam có một số điểm mạnh có thể làm nền tảng cho chiến lược của mình. Thứ nhất, Việt Nam có lòng tự trọng về chủ quyền lãnh thổ và lịch sử dân tộc. Điều này có thể tạo động lực mạnh mẽ cho quân đội và dân chúng Việt Nam trong cuộc chiến. Thứ hai, với địa hình đa dạng từ núi non đến vùng đồng bằng, Việt Nam có thể tận dụng địa hình khó đi và tạo ra những chiến thuật du kích hiệu quả. Thứ ba, Việt Nam có lịch sử chiến đấu dài và đầy cam go, từ những cuộc kháng chiến chống Pháp đến chiến tranh chống Mỹ, và điều này giúp quân đội và các lãnh đạo quân sự của Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng đối phó với các tình huống chiến tranh. Thứ tư là Việt Nam có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế thông qua việc xây dựng và tăng cường mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia bạn, cũng như thông qua các tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Thứ năm, dân Việt Nam từ lịch sử đã cảnh giác và đề phòng với ông Anh miền Bắc, do đó họ luôn đồng lòng chống lại bất kỳ thách thức nào từ Trung Quốc. Mặc dù vậy, cũng cần lưu ý rằng chiến lược và điểm mạnh cụ thể có thể thay đổi theo tình hình thực tế mang tính giai đoạn của cuộc chiến. Nếu đánh giá từ chiến thuật, chúng ta sẽ thấy một mặt Trung Quốc đang thực hiện động thái cải tạo lớn ở đảo Chi Tôn, một mặt lại ngấp nghé người ngó tới Kim Môn, cũng là một hòn đảo của Đài Loan. Đây là chiến thuật lấn chiếm từng bước một, rất nổi tiếng của Bắc Kinh. Đánh từ xa tới gần, sau Chi Tôn là Kim Môn. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 2, một tàu cao tốc đánh cá xuyên biên giới của Trung Quốc đại lục gặp phải sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát biển Đài Loan tại vùng biển Kim Môn. Tàu cao tốc đã chạy hình rích rắc để né tránh ở tốc độ cao, gây ra sự cố bị lật úp và có 4 người trên tàu khi đó đã rơi xuống nước, và trong đó là có 2 người chết đuối. Chính quyền Bắc Kinh ngay lập tức khẳng định đây là hành động của Đài Loan khiến ngư dân của mình thiệt mạng và sẽ tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật và tuần tra của cảnh sát biển tại vùng biển này. Một tàu du lịch của Đài Loan đã bị tàu cảnh sát biển đại lục lên và kiểm tra khi tàu này đang đi quanh vùng biển Kim Môn trong nửa giờ. Cảnh sát biển Đài Loan đã ngay lập tức điều động một tàu tuần tra để hộ tống tàu tham quan này quay trở lại. Chính phủ Đài Loan cũng yêu cầu nếu có chuyện gì đó tương tự trong tương lai xảy ra, các tàu Đài Loan nên từ chối yêu cầu lên tàu của cảnh sát biển Trung Quốc, báo ngay cho cảnh sát biển để được hỗ trợ, không dừng tàu và quay trở lại ngay lập tức. Ngày 20 tháng 2, một tàu cảnh sát biển của đại lục khác tiến vào lãnh thổ vùng Kim Môn. Cảnh sát biển Đài Loan đã phái một tàu đến la hét và hộ tống nó trong khoảng 1 giờ. Sau đó, tàu cảnh sát biển đại lục rời đi. Vào ngày 20, quá trình hồi hương những ngư dân đất liền vượt biên trong vụ việc ngày 14 tháng 2 và việc bàn giao hài cốt các nạn nhân cũng đang được tiến hành.
diễn biến hiện tại của sự việc là như thế này. Rõ ràng, ngoài hoạt động của máy bay quân sự và tàu chiến quanh Đài Loan, bằng cách tạo ra xích mích, Trung Quốc đã mở ra một chiến trường mới ở khu vực Kim Môn, một chiến trường tương đối linh hoạt. Đặc biệt, Bắc Kinh cũng đang thực hiện chiến thuật tương tự ở Biển Đông với Philippines và cả phương thức đối đầu hiện nay tại quần đảo Điếu Ngư với Nhật Bản, và họ đang sử dụng lực lượng cảnh sát biển để làm sức mạnh của mình. Chính quyền Bắc Kinh thực tế đang dùng lực lượng cảnh sát biển để làm công cụ mở đường cho sự hiện diện thường xuyên ở một vùng lãnh hải nào đó, từ đó bảo đảm nó là của mình và tiến hành xâm chiếm. Mục đích là khiến người dân cảm thấy rằng chính phủ của họ đã nắm quyền kiểm soát Kim Môn hay ở bất kỳ vùng lãnh hải nào mà họ đã xâm chiếm được. Bây giờ Bắc Kinh cho rằng chỉ cần đổ bộ và tiếp quản chính quyền huyện Kim Môn và hoàn thành toàn bộ tiếp quản đảo Kim Môn ngay khi lá cờ được kéo lên. Sự cố Kim Môn hiện đang phát triển theo hướng Trung Quốc đang thực hiện rất rõ ràng phương pháp thống nhất, chú trọng lâu dài hơn và không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, có thể gọi là thống nhất bán quân sự. Nó được hỗ trợ bởi các mối đe dọa quân sự nhưng không nhất thiết liên quan đến hoạt động đổ bộ xuyên biển. Nói chung, bây giờ chúng ta có thể thấy con đường thứ ba giữa cái gọi là thống nhất hòa bình, một nhà nước hai chế độ và thống nhất quân sự. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu con đường thì mục tiêu vẫn là tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, và phá hủy nền dân chủ của hòn đảo này. Kết quả là đặt nó dưới sự đại thống nhất toàn trị của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Bước thống nhất mới này có thể tóm tắt đơn giản như sau. Cô lập Đài Loan và không ngừng thắt chặt vòng vây, đồng thời được bổ sung bằng các hoạt động nhận thức nhằm tăng cường sự chia rẽ ý kiến trong xã hội Đài Loan. Khi nội chiến nổ ra trong xã hội Đài Loan, không thể đoàn kết một lực lượng chung và không còn cách nào khác là phải chấp nhận sáng kiến thống nhất hòa bình của Bắc Kinh. Một bước rất quan trọng trong việc thắt chặt vòng vây là trước tiên phải cắt đứt kết nối giữa đảo chính của Đài Loan và các đảo xung quanh, để người dân Đài Loan cảm thấy an ninh của họ không được bảo vệ và họ không thể liên lạc với thế giới thông qua bộ máy quân sự hùng mạnh của Trung Quốc. Các hòn đảo bên ngoài của Đài Loan, bao gồm Kim Môn, Mã Tổ, các đảo và dạng san hô riêng lẻ ở Nam Sa và Bành Hồ. Kim Môn và Mã Tổ là những nơi gần đất liền nhất. Đảo Kim Môn chỉ cách đất liền 2 km, nhưng cách đảo Đài Loan 200 km, tất nhiên là nơi dễ dàng nhất để bắt đầu. Việc Trung Quốc chiếm đóng quân sự đảo Kim Môn ngày nay không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở phản ứng dây chuyền mà nó sẽ gây ra, khiến cục diện chung thay đổi đột ngột. Chúng ta thấy rằng Bắc Kinh đã thực hiện bước đi quan trọng này, lấy tranh chấp ngư nghiệp làm lý do và tuần tra của lực lượng cảnh sát biển làm phương tiện để mà thực thi các yêu sách của mình. Đây cũng là một cuộc chiến pháp lý được quân đội hậu thuẫn. Lối chiến thuật này là để giảm bớt không gian cho sự can thiệp của quốc tế. Đây cũng là chiêu thức mà Trung Quốc đang áp dụng với các quần đảo của Việt Nam, Philippines, Brunei và các quốc gia đang tranh chấp khác. Nhưng kế hoạch này sẽ có nhiều bất lợi hơn đối với chính quyền Bắc Kinh. Ngay cả khi họ chiếm một hòn đảo nhỏ như Kim Môn trước, điều đó sẽ buộc phải thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Lúc này thì Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ không ngồi im và họ sẽ phản ứng dữ dội. Mọi người đều biết rằng bước tiếp theo để chiếm các đảo ngoại vi là phải tấn công đảo chính Đài Loan. Phương Tây sẽ ngay lập tức leo thang. Trong mối quan hệ với Đài Loan, việc xuất hiện vũ khí sẽ được đẩy nhanh. Trong khoảng thời gian trước khi tấn công đảo chính Đài Loan, lực lượng vũ trang của Đài Loan sẽ được tăng tốc và việc tấn công Đài Loan cũng sẽ trở nên khó khăn hơn đối với Trung Quốc. Đối với đế chế của ông Tập, dường như cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ, phân tích này không thể nói là không có giá trị, nhưng thực tế là chính quyền Bắc Kinh thực sự đang đi theo hướng này. Nguyên nhân rất đơn giản, vượt biển tấn công Đài Loan trong ngắn hạn là không khả thi và Tập Cận Bình sẽ không bao giờ từ bỏ việc sáp nhập Đài Loan, nên đây là con đường khả thi duy nhất của ông ta. Và để thực thi điều đó, trước tiên là phải tạo ra xích mích, sau đó là mở đường cho sự chiếm đóng thực sự. Tại sao lại không làm điều này vào năm 2022 hoặc là 2023 mà bắt đầu hành động vào năm 2024? Tức là Tập Cận Bình cảm thấy gần đây đã xuất hiện một số điều kiện thuận lợi. Mấu chốt nằm ở hoàn cảnh hiện tại. Từ năm 2023 đến 2024, có một số điều sẽ khiến tâm trí của ông Tập trở nên sống động hơn. Thứ nhất, cuộc chiến kéo dài giữa Nga và Ukraine về vấn đề viện trợ cho Ukraine, sự khác biệt về quan điểm giữa Hoa Kỳ và châu Âu ngày càng gia tăng. Mỹ đã bước vào năm bầu cử 2024, hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ mâu thuẫn nặng nề về vấn đề viện trợ cho Ukraine ngày càng gia tăng. Thứ hai, cuộc chiến Israel-Gaza cũng đang rơi vào bế tắc. Việc Israel tiến vào miền nam Gaza đã bị chính quyền Biden cản trở và sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel cũng đã dao động.
chúng ta cũng phải nhận thấy rằng sự do dự của chính quyền Biden thường khuyến khích các nhà độc tài khác chấp nhận rủi ro. Khi chính phủ Hoa Kỳ bộc lộ sự yếu kém thì đó là thời điểm nguy hiểm. Cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2022 có liên quan trực tiếp đến việc Biden lần lượt rút quân khỏi Afghanistan vào năm trước. Biden không thể bắt đầu và kết thúc vấn đề ủng hộ Israel chống khủng bố. Đây là tín hiệu cho thấy Tập Cận Bình đã chờ đợi từ lâu. Ông ta sẽ nghĩ đã có hai chiến trường ở Ukraine và Trung Đông, còn Mỹ đang có dấu hiệu mệt mỏi, không thể tiếp tục cầm cự, chứ đừng nói đến chiến trường thứ ba. Còn Triều Tiên rất có thể sẽ là điểm nóng tiếp theo. Nếu ông Kim Jong-un có những hành động khiêu khích phi thường và chính quyền Biden vẫn đáp trả yếu ớt, thì Tập Cận Bình sẽ cảm thấy năm bầu cử năm nay thực sự là một cơ hội hiếm có đối với ông. Chính vì thế mà cần phải thực hiện một cuộc thử nghiệm bằng Kim Môn và Chi Tôn. Nếu hai hành động này bị phớt lờ, Bắc Kinh sẽ thực hiện động thái lớn hơn. Trên thực tế, Bắc Kinh vẫn chưa có đủ quyền lực để trực tiếp vượt qua eo biển Đài Loan và các hoạt động đổ bộ hiện đại cũng trở nên khó khăn một cách đáng ngạc nhiên. Năm 1949, Bắc Kinh thậm chí không thể vượt qua vài km nước và chiếm đảo Kim Môn chỉ rộng hơn 100 km², chứ đừng nói là việc vượt qua eo biển Đài Loan rộng tới hàng trăm km. Trong hoạt động đổ bộ, bên tấn công và bên phòng thủ phải chênh lệch sức mạnh gấp mấy lần thì bên tấn công mới chắc chắn giành chiến thắng. Khả năng đổ bộ của quân đội Trung Quốc còn lâu mới đạt đến điểm này. Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, có quân đội hơn 200.000 người và có lợi thế chiến đấu từ bên trong. Việc Bắc Kinh tiến hành các hoạt động nhảy dù hay tấn công ở phía đông cũng không có gì khác biệt. Nói cách khác, Đài Loan nằm ở bên trong một mặt trận hẹp, có thể di chuyển nhanh chóng và trong khoảng cách ngắn từ điểm này đến điểm khác. Nó được gọi là lợi thế bên trong. Vì vậy, phương pháp chiến tranh mới của Bắc Kinh là không đánh trực tiếp qua eo biển Đài Loan, mà để cho xã hội Đài Loan sụp đổ trong nội bộ. Sau khi chiếm đóng các hòn đảo xa xôi đã kích thích mạnh mẽ cảm xúc của người dân Đài Loan, bước tiếp theo là chiếm eo biển Đài Loan, kiểm tra các tàu quốc tế trong eo biển để tuyên bố chủ quyền, can thiệp vào việc vận chuyển ra vào Đài Loan và thậm chí là phá hủy cáp ngầm dưới nước, cắt đứt liên lạc của Đài Loan với thế giới bên ngoài. Những phương pháp này chắc chắn sẽ tạo ra sự hoảng loạn chiến tranh, khiến một nhóm người Đài Loan bỏ chạy, khiến thị trường chứng khoán Đài Loan lao dốc, tạo ra thảm họa tài chính và khiến một số người bị thua lỗ phải phàn nàn về chính phủ hiện tại, cho rằng không đủ an toàn, dẫn đến chiến tranh và chiến tranh. Tuyên truyền trong nước và tuyên truyền bên ngoài đã gây ồn ào, huy động những tiếng nói hiểu và không hiểu, miễn là không hài lòng với hiện trạng, gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Đài Loan. Đó được gọi là tâm lý chiến. Còn với đảo Chi Tôn, Bắc Kinh cũng vẫn áp dụng chiêu thức này, gây hoảng loạn xã hội, kích thích phản ứng và khiến người dân Việt Nam không bình tĩnh, từ đó gây sức ép lên chính phủ. Nói thẳng ra, họ gây mâu thuẫn giữa nội bộ bên trong, khiến nền kinh tế của quốc gia đó đi vào hoảng loạn. Từ đó Bắc Kinh đạt được mục đích. Cho nên đối với Việt Nam vẫn là cảnh giác và bình tĩnh, không nên manh động mà thực sự cần tỉnh táo. Đối với ông Tập Cận Bình mà nói, kết quả lý tưởng nhất là thông qua bầu cử, thay thế các nhà lãnh đạo sẽ nghe theo chỉ huy của ông và tích cực chấp nhận tiến trình hội nhập xuyên eo biển tại eo biển Đài Loan. Quá trình này có thể kéo dài vài năm, ít nhất phải 4 năm mới tìm được một tổng thống thân Trung Quốc. Tuy nhiên, trong chính trị, người ta luôn làm những gì có thể bất cứ khi nào có cơ hội. Có vẻ như Tập Cận Bình muốn tận dụng cơ hội lần này, khi mà chính phủ Mỹ do dự trong thái độ với Ukraine và Trung Đông. Trước tiên, họ sẽ thử tấn công các hòn đảo bên ngoài của Đài Loan. Có thể lắm chứ. Từ cuộc chiến ở Ukraine, Tập Cận Bình đã học được bài học là không nên phát động một cuộc xâm lược toàn diện một cách hấp tấp. Nếu đạt được toàn bộ hiệu quả trong một bước, bạn sẽ không còn chỗ đứng. Trên thực tế, vào tháng 2 năm 2022, ông Putin chỉ dừng chân ở 4 tỉnh phía đông Ukraine thay vì tiến thẳng tới Kyiv và tính bắt sống Zelensky. Vì nếu ông ấy xâm lược toàn diện Ukraine, thì Mỹ và châu Âu cũng như là cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đứng về Ukraine và đoàn kết chống Nga. Đây là nước cờ sai lầm nếu Putin thực hiện nó ngay từ đầu của cuộc chiến. Tập Cận Bình cũng học hỏi được điều này, cho nên ông ta không đổ toàn bộ quân lên đảo Đài Loan. Nếu có bài học nào Tập Cận Bình đã học được, thì đó chính là bài học này. Vì vậy, chiến thuật của ông ta không chỉ riêng ở Đài Loan, mà ở Biển Đông cũng là đặt mục tiêu nhỏ từng bước, cắt miếng mồi thành những miếng nhỏ và nuốt từng phần. Đài Loan cũng giống Việt Nam, là một quốc gia nhỏ, không gian đệm chiến lược rất hạn chế, lại bị bao vây bởi kẻ thù to xác. Vì vậy, khi nói đến việc Bắc Kinh chiếm đóng nhẹ nhàng Kim Môn và con đường của sự cố Kim Môn đối với Trung Quốc mà nói, đây thực sự là điều không khó khăn gì. Thế nhưng mà chính phủ Đài Loan lại chẳng dễ dàng mà nhượng bộ,
Tuy nhiên, cũng không dễ dàng cho bước tiếp theo của Bắc Kinh. Như chúng ta đã biết, Biển Đông là một vùng biển lớn, nó liên quan đến lợi ích của nhiều quốc gia. Nó cũng là vùng đệm của nhiều quốc gia như là Nhật Bản, Hàn Quốc. Do đó, chiến lược của Bắc Kinh rất khó có thể thực hiện được khi nó động chạm tới rất nhiều bên, mà các bên này cũng đều có liên minh liên kết với các cường quốc lớn khác trên thế giới. Nói cách khác, nếu manh động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn là mình tưởng, bao gồm chính những nước bị xâm phạm và những nước đứng ngoài nhưng có quyền lợi liên quan. Đó cũng sẽ là một điều khiến giới chức Trung Nam Hải phải đau đầu tính toán, bởi vì cơ hội không đến nhiều lần, nhưng mà thời cơ chưa chín muồi mà đã vội vã phát động chiến tranh thì hậu quả sẽ là rất to lớn, thậm chí phải hy sinh ngay cả sinh mạng chính trị của mình. Thưa quý vị, Đông Nam Á từ lâu đã được coi là một vùng đệm chiến lược quan trọng hàng đầu của Trung Quốc. Nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy các nước Đông Nam Á gần như bao trọn miền Nam Trung Quốc và đặc biệt là chia sẻ với Trung Quốc một Biển Đông đầy sóng gió chính trị. Trong con mắt Bắc Kinh, Đông Nam Á là vùng đất buộc phải kiểm soát được, nếu không phải về lãnh thổ thì phải là về chính trị hay là kinh tế, vân vân. Và việc để bất kỳ đối thủ nào của mình, dù là Nga hay Mỹ, chiếm cứ được sân sau quan trọng này, thì đó cũng sẽ là một thảm họa địa chính trị đối với Trung Quốc. Điều đó lý giải vì sao trong suốt lịch sử cầm quyền của mình, chính quyền Trung Nam Hải luôn nuôi ý đồ bành trướng xuống phía Nam, nơi mà một khi bình định được thì họ sẽ có cả một cửa ngõ mênh mông giao thương với thế giới, lại có được một cánh cổng vào được canh phòng cẩn mật, ứng phó được với những mối đe dọa bên ngoài. Đó là lý do vì sao Trung Quốc luôn tìm mọi cách mua chuộc hoặc là gây sức ép với các chính phủ ở Đông Nam Á. Với chính sách cây gậy và củ cà rốt, họ hy vọng rằng nhiều quốc gia đu dây sẽ phải rơi vào bàn tay khống chế của mình vì khiếp sợ uy quyền Bắc Kinh. Thế nhưng mà thực hư câu chuyện này ra sao thì trong video ngày hôm nay, Lê Minh sẽ cùng quý vị tìm hiểu về nó. Vâng thưa quý vị, đây là tiêu đề của một báo cáo được AP đăng tải. Trong bài phát biểu của Thủ tướng Anwar Ibrahim được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại thành phố Melbourne của Úc, Thủ tướng Malaysia đã lên tiếng bảo vệ mối quan hệ với Trung Quốc và phàn nàn về cáo buộc Hoa Kỳ và các đồng minh gây áp lực lên các quốc gia trong khu vực để đứng về phía nào, có nghĩa là chọn bên trong các cuộc cạnh tranh chiến lược của phương Tây với Bắc Kinh. Ông Anwar nói, hiện tại Trung Quốc dường như là nhà đầu tư hàng đầu vào Malaysia và nhấn mạnh rằng người Malaysia không có vấn đề gì với Trung Quốc. Ông cho biết thêm, chúng tôi là một quốc gia độc lập, chúng tôi độc lập quyết liệt, chúng tôi không muốn bị bất kỳ thế lực nào thống trị. Vì vậy, trong khi chúng tôi vẫn là một người bạn quan trọng đối với Hoa Kỳ và châu Âu, cũng như ở Australia, họ không nên ngăn cản chúng tôi trở nên thân thiện với một trong những nước láng giềng quan trọng của chúng tôi, nhất là Trung Quốc. Ông nói trong cuộc họp báo chung với Australia, một đồng minh trung thành của Mỹ. Nếu họ có vấn đề với Trung Quốc, họ không nên áp đặt điều đó lên chúng tôi. Chúng tôi không có vấn đề gì với Trung Quốc. Vâng, như chúng ta đã biết, Malaysia hiện đang nắm giữ chức chủ tịch của ASEAN, mà mục tiêu của ASEAN được mở ra để thực hiện 5 nhiệm vụ này. Một là thúc đẩy hòa bình và ổn định. ASEAN được tạo ra với mục tiêu xây dựng một khu vực hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á, thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Hai là phát triển kinh tế và xã hội. ASEAN đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Ba là tăng cường hợp tác kinh tế. ASEAN cố gắng tạo ra một thị trường khu vực và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên, bao gồm cả việc thúc đẩy thương mại tự do và đầu tư. Bốn là hợp tác vùng lãnh thổ và an ninh. ASEAN cũng tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các vấn đề liên quan đến an ninh và vùng lãnh thổ, bao gồm việc giải quyết các mâu thuẫn biên giới và quản lý tài nguyên tự nhiên chung. Năm là tăng cường hòa bình và hợp tác vùng. ASEAN cũng hướng tới việc tăng cường hòa bình và hợp tác vùng, bao gồm việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực Đông Nam Á và cũng như là trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu dựa vào 5 nhiệm vụ này, thì chúng ta đánh giá tuyên bố của Chủ tịch ASEAN và cũng là Thủ tướng Malaysia như thế nào? Trên thực tế, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông đã gây ra rất nhiều tranh chấp với các quốc gia trong khu vực, trong đó tất nhiên là có cả Malaysia. Khi Thủ tướng Malaysia nói, người Malaysia không có vấn đề gì với Trung Quốc, điều đó không có nghĩa là các thành viên của ASEAN đều không có. Trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Chủ tịch ASEAN, Philippines
cũng là một quốc gia thuộc khối này, đã kêu gọi các nước láng giềng trong khu vực cùng nhau mạnh mẽ hơn trong việc duy trì thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang mạnh mẽ theo đuổi các yêu sách lãnh thổ trong khi xung đột với các quốc gia khác. Khách quan mà nói, việc khẳng định quyền độc lập tự chủ và quyền tài phán hoàn toàn là chính đáng, và các thành viên ở trong khu vực cũng không muốn có sự bất ổn hay leo thang xung đột ở đây. Cho nên bất kỳ bên nào kích động xung đột ở Đông Nam Á thì đều là sai trái. Việc kiềm chế hành động và tìm giải pháp hòa bình là nỗ lực mà các bên cần phải tính toán. Tuy nhiên, trong vấn đề Biển Đông, thời gian gần đây thì Trung Quốc đã không thèm che đậy giá tâm của mình. Việc khiêu khích thậm chí manh động đối với Philippines trong những ngày gần đây đáng phải được ASEAN lên án. Ấy thế nhưng trong suốt những năm qua, tranh chấp Biển Đông luôn nằm trong vấn đề nửa vời đối với khối này. Phản ứng yếu ớt và dễ dàng thỏa hiệp vì mục đích kinh tế đã biến khối này trở nên hèn nhát. Mục tiêu của ASEAN hay bất kỳ quốc gia nào đang trong tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông là phải buộc Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, chứ không phải gây chiến với Trung Quốc, lại càng không phải là leo thang chiến tranh. Nhưng chế tài hay pháp luật quốc tế không bằng luật do chính phủ Trung Quốc tự đặt ra. Bắc Kinh rõ ràng đang biến Đông Nam Á thành một khu vực của riêng mình, mà ở đó, phép vua cũng phải thua lệ làng, và sự im lặng của bầy sói đang khiến con sư tử lộng hành. Đáng chú ý là phản ứng của cộng đồng mạng Malaysia sau bài phát biểu của thủ tướng nước này. Tài khoản mang tên Sondi đã đăng tải bài viết "Kính gửi thủ tướng Malaysia. Đây là đoạn phim của chị gái tôi làm việc trong lĩnh vực dầu khí, và đây là vào năm 2021. Cô ấy quay đoạn phim này cho thấy tàu khu trục Type 052 đang thực hiện hoạt động đáng ngờ trong khi cô ấy đang làm công việc của mình. Tôi không biết liệu điều này có còn được gọi là mối đe dọa đối với bạn hay không." Xin lưu ý, tàu khu trục Type 052 của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và rất gần với giàn khoan dầu ngoài khơi Malaysia. Và đây là tàu chiến chứ không phải là tàu tuần tra điển hình của cảnh sát biển. Đây chính là bằng chứng rõ ràng về mối đe dọa từ Trung Quốc. Thế nhưng mà thưa quý vị, vấn đề là vì sao mà Malaysia lại bảo vệ Trung Quốc và sẵn sàng thỏa hiệp như vậy? Điều này thì phải nhìn lại từ năm 2015, khi mà họ tiếp quản vị trí chủ tịch Hiệp hội ASEAN và có trách nhiệm thúc đẩy một cộng đồng ASEAN mạnh hơn. Vai trò lãnh đạo của Malaysia đặc biệt quan trọng hơn vì thời gian đó chính là thời khắc chuyển mình hướng tới sự hội nhập. Đồng thời, Malaysia lại phải đảm nhận chức chủ tịch ASEAN giữa lúc các căng thẳng Biển Đông chưa được giải quyết. Cả khu vực và thế giới đều đặt sự kỳ vọng cao đối với vai trò của Malaysia trong năm 2015, khi nước này có quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, lập trường Malaysia trong vấn đề Biển Đông thì lại được thể hiện dưới một dạng là hai chân hai thuyền, tức là vừa duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Bắc Kinh, lại vừa đảm bảo tranh chấp không quá căng thẳng. Điều này có lẽ là không hề đáng ngạc nhiên khi từ vài năm qua, kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc là rất lớn, đã vượt quá con số 100 tỷ USD mỗi năm. Có thể nói, Trung Quốc chính là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia, và Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi miếng mồi lợi ích bị con mồi ngậm sâu trong miệng, thì cần thủ kéo cần là điều chắc chắn. Malaysia cũng như vậy, Trung Quốc dùng lợi ích kinh tế để khiến nước này hành động theo ý chí của mình, và tất nhiên là sẽ phải bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Mặc dù Malaysia cũng có mối quan hệ với Hoa Kỳ và cũng thể hiện tính linh hoạt trong việc giải quyết tranh chấp các nước láng giềng Thái Lan, Indonesia và Singapore, nhưng đó là giai đoạn đầu của nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN. Cả về sau, ràng buộc kinh tế chặt chẽ giữa Malaysia với Bắc Kinh càng chặt. Điều này dẫn đến những phát ngôn mà chúng ta vừa nghe ở đầu video. Trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, Malaysia có chủ trương sử dụng COC để đàm thảo với Trung Quốc, nhưng giải pháp này không khả thi. Vì Trung Quốc khăng khăng rằng việc tiến hành tuyên bố chung về hành vi ứng xử của các bên liên quan trong khu vực Đông Nam Á, DOC, cần phải tiến hành trước. Mặc dù một vài nhóm đàm phán đã được lập ra theo sau DOC và Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn ngân sách cho việc này, nhưng không một kế hoạch gây dựng lòng tin nào được thông qua. Việc ký kết COC dựa trên cơ sở đồng thuận làm cho ASEAN rất khó khăn trong việc đẩy nhanh những tham vấn về bộ quy tắc ứng xử COC nếu như mà Bắc Kinh không sẵn sàng. Trong bối cảnh này, nếu các thành viên của ASEAN duy trì sự thống nhất và chủ tịch hiện tại của ASEAN phải liên tục ép Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ của các cuộc đàm phán, khi đó thì mới hy vọng giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Những phát biểu của Thủ tướng Malaysia mà chúng ta vừa nói trên đã khiến các thành viên ASEAN cảm thấy rằng Malaysia đang được lợi trong mối quan hệ với Trung Quốc, mà họ lại đang phớt lờ những lo lắng
của các thành viên trong khối. Malaysia mong muốn mở rộng liên kết thương mại với Trung Quốc. Kinh doanh thời báo hôm nay đưa tin, Malaysia quyết tâm mở rộng liên kết thương mại của đất nước bằng cách đảm bảo thực hiện thành công khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc ACFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Tổng thư ký Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Datuk Hairin Yahyakob cho biết các hiệp định thương mại tự do FTA là công cụ tạo ra thuận lợi cho các doanh nghiệp và đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động trơn tru trên toàn khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh những bất ổn toàn cầu hiện nay. ACFTA là nền tảng của quan hệ kinh tế ASEAN-Trung Quốc và Malaysia đã cam kết nâng cao ACFTA để mà đảm bảo rằng hiệp định này vẫn toàn diện, phù hợp và có cùng lợi ích cho tất cả các thành viên. Ông Yakov nói trong bài phát biểu quan trọng tại buổi ra mắt của Hội nghị Thượng đỉnh Malaysia-Trung Quốc 2024. Với tư cách là điều phối viên quốc gia cho ASEAN-Trung Quốc từ tháng 7 năm 2024 đến 2027, Malaysia sẽ đảm nhận vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc, đặc biệt là trong việc hỗ trợ các nỗ lực hướng tới kết thúc đàm phán nâng cấp ACFTA 3.0. Ông này cho biết, MITI cũng đang nỗ lực để hết sức định vị Malaysia là điểm đến đầu tư được yêu thích trên toàn cầu, được nhấn mạnh bởi quản trị và môi trường tốt, cũng như các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Để tăng cường hợp tác công nghiệp, ông Hairin Yari khẳng định cam kết của chính phủ trong việc tăng cường năng lực của các ngành công nghiệp, từ đó củng cố vai trò then chốt của Malaysia trong chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu. Để củng cố vị trí dẫn đầu của Malaysia và củng cố hệ sinh thái, Quy hoạch Tổng thể Công nghiệp mới NIMP 2030 đã đặt ra định hướng rõ ràng cho việc phát triển các ngành sản xuất chiến lược ở Malaysia, bao gồm cả ngành bán dẫn. Ông lưu ý rằng, NIMP 2030 vạch ra các chiến lược nhằm thu hút các công ty chế tạo tấm bán dẫn có khả năng cạnh tranh toàn cầu, thành lập các hoạt động địa phương tại Malaysia. Đồng thời, chính phủ vẫn chủ động khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác chiến lược với các ngành công nghiệp địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao. Ông nói, điều này bao gồm các sáng kiến như nghiên cứu và phát triển chung, trao đổi nhân tài, hợp tác trong các công nghệ mới nổi và triển khai các phương pháp sản xuất thông minh để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Yari cho biết, MITI dự kiến điều phối 58 chương trình thuộc trụ cột kinh tế, bao gồm cả MCS 2024. Ông nói thêm, những sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo điều kiện kết nối kinh doanh và khám phá những cơ hội mới để phát triển và hợp tác. Vâng, chúng ta thấy gì ở đây? Trung Quốc đã rất thành công trong việc thao túng và mua chuộc những quốc gia sẽ làm chủ tịch ASEAN từ nhiều năm trước, và đến thời điểm cần thì họ sẽ thành công trong việc bảo vệ lợi ích của mình. Chúng ta có thể thấy rất rõ những gì mà Trung Quốc đã làm với Lào khi biết rằng năm 2024, Lào sẽ là quốc gia tiếp theo làm chủ tịch ASEAN. Lào bây giờ ra sao? Đầu tiên, Trung Quốc đã sử dụng chiến lược cho vay và đầu tư để tăng cường ảnh hưởng và kiểm soát tại Lào, một quốc gia nằm trong vùng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Các biện pháp này có thể bao gồm: một là cho vay với điều kiện nghiêm ngặt. Bắc Kinh cung cấp các khoản vay cho Lào để hỗ trợ các dự án phát triển, nhưng mà thường áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt như lãi suất cao và thời hạn trả nợ ngắn. Điều này làm cho nợ công của Lào tăng lên đáng kể. Thứ hai là đầu tư vào các dự án lớn. Trung Quốc thường đầu tư vào các dự án quan trọng tại Lào, như là hệ thống điện, đường sắt, cảng biển và cơ sở hạ tầng khác. Tuy nhiên, các dự án này thường được thực hiện bởi các công ty Trung Quốc và theo các điều kiện mà Lào không nhất thiết có lợi. Ba là gia tăng sự phụ thuộc. Bằng cách tăng cường sự phụ thuộc của Lào vào Trung Quốc thông qua các hợp đồng vay và đầu tư, Bắc Kinh có thể tạo ra một mối quan hệ đối tác không cân bằng. Trong đó, Lào phải dựa vào Trung Quốc cho vốn và kỹ thuật, tăng cường sự kiểm soát và ảnh hưởng của Trung Quốc. Bốn là chi phối cơ sở hạ tầng và tài nguyên. Bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên ở Lào, Bắc Kinh có thể tăng cường sự kiểm soát và ảnh hưởng của mình trong quốc gia này, cũng như đảm bảo quyền lợi kinh tế của mình trong khu vực. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi mà Lào làm chủ tịch ASEAN thì cũng sẽ lại bảo vệ lợi ích của Trung Quốc mà thôi. Chiến thuật mà Trung Quốc thực hiện không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn là lợi ích về quyền lực mềm và địa chính trị trong khu vực. Câu hỏi đặt ra là, nếu Malaysia bị Trung Quốc thao túng, điều này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với cả khu vực Đông Nam Á và cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến như thế nào? Vâng thưa quý vị, xét về cân bằng quyền lực, nếu Malaysia, một quốc gia lớn và quan trọng trong khu vực, bị Trung Quốc thao túng, thì điều này có thể dẫn đến sự đe dọa đối với sự ổn định và an ninh trong khu vực, đặc biệt là đối với các quốc gia nhỏ hơn trong ASEAN.
Malaysia là thành viên quan trọng của ASEAN và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự đoàn kết trong khu vực. Nếu họ bị thao túng, điều này có thể làm suy yếu ASEAN và gây ra sự chia rẽ ngày càng lớn hơn. Quan trọng hơn cả là Malaysia nằm giữa các tuyến hàng hải quan trọng và có nhiều lợi ích trong việc kiểm soát vùng biển và khai thác tài nguyên. Nếu Bắc Kinh thao túng Kuala Lumpur, họ có thể cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình trong vùng biển này, ảnh hưởng đến quyền lợi của các quốc gia khác trong khu vực. Về mặt quan hệ kinh tế và an ninh, thì Malaysia có mối quan hệ thương mại và an ninh với nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và các quốc gia châu Âu. Nếu họ bị thao túng bởi Trung Quốc, điều này có thể tạo ra một thách thức lớn cho các quan hệ này và gây ra sự căng thẳng đối với cộng đồng quốc tế. Chúng ta thấy rất rõ một vấn đề. Trung Quốc muốn thao túng một khối thì cần phải mua chuộc được người đứng đầu, và ASEAN không phải là trường hợp đặc thù. Từ trước năm 2015, Trung Quốc đã mua chuộc Malaysia, và đến khi làm chủ tịch ASEAN ở những nhiệm kỳ tiếp theo, họ vẫn thể hiện mối quan hệ khăng khít đầy lệ thuộc vào Trung Quốc. Lào sẽ nắm giữ cương vị chủ tịch ASEAN trong năm nay và cũng đã ngập sâu trong bẫy nợ Bắc Kinh. Điều này đã nói rõ một âm mưu: Trung Quốc đang muốn thao túng toàn bộ ASEAN bằng miếng mồi lợi ích. Nếu Trung Quốc thao túng ASEAN thì họ có thể đạt được những lợi ích gì? Mục đích của Trung Quốc phía sau ASEAN. Như chúng ta đã biết, ASEAN hiện đang cố gắng duy trì sự đoàn kết trong việc đàm phán và đối thoại với Trung Quốc về các vấn đề vùng biển tranh chấp. Nhưng sự đoàn kết này có thể bị suy yếu nếu có sự thao túng từ bên ngoài. Trung Quốc có thể cố gắng chia rẽ và tạo ra sự không đồng nhất trong ASEAN để làm giảm áp lực từ các quốc gia khác đòi hỏi kiên quyết trong việc đối phó với Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc có thể sử dụng thao túng để thúc đẩy các quan điểm và lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán và quyết định của ASEAN. Điều này có thể giúp Trung Quốc đạt được một số mục tiêu chính trị và kinh tế trong khu vực mà không gặp phải sự đối đầu từ các quốc gia trong khối. Quan trọng hơn là có quyền kiểm soát vùng biển và tài nguyên màu mỡ của Đông Nam Á. Vì khối ASEAN đều bao gồm các quốc gia nằm ở vị trí chiến lược trong khu vực và họ đều tham gia vào ASEAN. Quan trọng hơn là khối này lại có ảnh hưởng lớn đến quyết định về vùng biển và tài nguyên. Do đó, Bắc Kinh mới tìm cách đẩy mạnh thao túng ASEAN. Điều này sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát hoặc là ảnh hưởng đến các quyết định trong lĩnh vực này, đặc biệt là liên quan đến tranh chấp nóng bỏng trên Biển Đông. Ở góc độ quốc tế, bằng cách thao túng ASEAN, Trung Quốc có thể tăng cường ảnh hưởng và uy tín của mình trên sân khấu quốc tế, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán về vấn đề khu vực và quốc tế. Điều này có thể giúp Bắc Kinh tăng cường vị thế và uy tín của mình trong cộng đồng quốc tế. Nếu ASEAN bị thao túng, các quốc gia khác như là Mỹ, Nhật, Ấn có thể gặp khó khăn trong việc tạo áp lực để đối phó với hành động ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh. Nhìn trên bàn cờ lớn, chúng ta sẽ thấy Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong bàn cờ địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ từ nhiều khía cạnh. Thứ nhất, Đông Nam Á nằm ở vị trí địa lý chiến lược, là nơi giao thoa giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và có vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hải và tài nguyên tự nhiên. Sự quan tâm của cả Trung Quốc và Mỹ, thậm chí là các cường quốc khác như là NATO hay là Nga đối với khu vực này là do tầm quan trọng chiến lược của nó. Thứ hai, Đông Nam Á là một trong những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới với nền kinh tế sôi động và tiềm năng tăng trưởng lớn. Cả Trung Quốc, Mỹ hay các cường quốc khác đều muốn tăng cường quan hệ kinh tế và đầu tư vào khu vực này để mà mở rộng thị trường và gia tăng ảnh hưởng. Thứ ba là Biển Đông, cũng là một trong những vấn đề căng thẳng lớn nhất giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn có sự ảnh hưởng trong giải quyết tranh chấp này và vị trí của Đông Nam Á quyết định đến sự ảnh hưởng của họ. Thứ tư, Trung Quốc và Mỹ đều muốn tăng cường hợp tác an ninh và quân sự với ASEAN để đối phó với các mối đe dọa an ninh cụ thể, bao gồm cả khủng hoảng dầu mỏ, buôn lậu hay là khủng bố. Vâng, vì thế, Đông Nam Á không chỉ là một bộ phận của bàn cờ địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, mà nó còn là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự ổn định và an ninh của khu vực và cả hai nước. Dựa vào những điều này, cho thấy các nước như là Nhật, Hàn, Úc, Ấn, Mỹ chắc chắn sẽ không thể chấp nhận việc Trung Quốc tạo được thế vững chắc và thống trị khu vực. Họ sẽ phải thiết lập một thế cân bằng trong khoảng thời gian chờ đợi Nhà Trắng đổi chủ. Do đó, mấy ngày nay, chúng ta thấy việc Úc thiết lập quan hệ đối tác với Việt Nam và cả các thành viên ASEAN. Và với Việt Nam, đó là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là một cấp cao nhất. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ chỉ trích những hành động này. Và thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ấn Độ cũng đã đưa ra một hành động của riêng mình sau bước đi của Úc. Điều này một lần nữa cũng đã tạo thêm trở ngại cho tham vọng bành trướng và bá chủ khu vực của Bắc Kinh. Ấn Độ đặt mục tiêu thách thức sự thống trị của ngành sản xuất chất bán dẫn. Ngày 4 tháng 3, truyền thông Ấn Độ đưa tin
nước này chuẩn bị bước sang giai đoạn chuẩn bị sản xuất chất bán dẫn toàn cầu có tính cạnh tranh cao trong vòng 5 năm tới. Ấn Độ tận dụng khả năng thiết kế vượt trội của mình cùng với gói ưu đãi trị giá 10 tỷ USD để mà thu hút và tạo điều kiện cho các nhà sản xuất thành lập nhà máy và các đơn vị sản xuất tiên tiến. Động thái chiến lược nhằm thách thức vị thế độc quyền trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc của Ấn Độ. Xin lưu ý, Đài Loan vẫn chiếm vị thế đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này và họ cũng chống lại Trung Quốc. Bây giờ thì Ấn Độ sẽ tham gia vào sân chơi này. Đương nhiên, nó sẽ tạo ra thế cân bằng trong trường hợp Trung Quốc dùng thủ đoạn để thao túng ngành chip của Đài Loan hay là dùng Hàn Quốc là cửa sau nếu như họ bị cấm vận. Trong 4 người chơi chính thì có 2 nước là Đài Loan và Ấn Độ chắc chắn không thỏa hiệp và sẽ chống Bắc Kinh tới cùng. Điều này đương nhiên là Trung Quốc sẽ ở thế bấp bênh hơn. Do đó, kẽ hở của Bắc Kinh đã lộ sườn. Nếu Trung Quốc bị cấm vận trong lĩnh vực này như những gì mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từng làm, thì đây sẽ là một chiếc dây cương kìm hãm tham vọng và tư tưởng bành trướng của Bắc Kinh. Khách quan mà nói, mọi thứ đang diễn ra trong khu vực và thế giới dường như chỉ là một nước cờ mang tính trì hoãn với mục đích tạo thế cân bằng, còn cú đánh quyết định và sự xoay chuyển của tình hình quốc tế phải xem ai là người lãnh đạo nước Mỹ và chính sách đối ngoại của vị Tổng thống đó. Vừa qua thì cả ông Biden lẫn ông Trump đều thắng cử sơ bộ rất là vang dội trong đảng của mình. Cuối năm nay, cuộc đối đầu của hai ứng cử viên rất có thể sẽ tiếp tục. Rất khó để đưa ra lời tiên đoán ở thời điểm này. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng, bầu cử là linh hồn của một thể chế. Nó thể hiện rõ đó là quốc gia dân chủ hay là chuyên chế. Hy vọng rằng, cuộc bầu cử 2024 ở Mỹ năm nay sẽ không làm cho những người yêu mến tự do và nền Cộng hòa chân chính phải thất vọng. Và đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại những bình luận và quan điểm của riêng mình ở bên dưới để tiếp tục thảo luận sôi nổi với chúng tôi về chủ đề ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm 5 tháng 3, các quan chức cho biết Maldives đã ký một thỏa thuận hỗ trợ quân sự với Trung Quốc sau khi ra lệnh cho quân đội Ấn Độ rời đi. Maldives cho biết thỏa thuận hỗ trợ quân sự với Bắc Kinh không có bất kỳ khoản thanh toán hay phí nào, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vâng, thưa quý vị, cụm từ hỗ trợ quân sự mà không có bất kỳ khoản thanh toán và phí nào. Đây là một điều cực kỳ đáng lo ngại. Không có ai cho không cái gì cả, đó là nguyên tắc. Tại sao Bắc Kinh lại hỗ trợ quân sự cho Maldives mà lại không đòi hỏi khoản phí nào? Nó có mục đích gì? Điều đáng chú ý tiếp theo là Maldives lại từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Có phải là họ đang bảo mật không? Bảo mật với ai? Cho chính lợi ích của người cầm quyền hay cho người dân ở đảo quốc này? Bên cạnh đó thì tình hình Biển Đông cũng đang vô cùng nóng bỏng. Và trong chương trình ngày hôm nay, Lê Minh xin mời quý vị đi tìm lời giải cho từng vấn đề này nhé. Hất Ấn Độ, trải thảm đón Trung Quốc. Các quan chức cho biết hôm thứ Ba rằng Maldives đã ký một thỏa thuận hỗ trợ quân sự với Trung Quốc sau khi ra lệnh cho quân đội Ấn Độ triển khai tại quần đảo này rời đi. Khoảng 89 quân nhân Ấn Độ tại nước này sẽ ra đi vào ngày 10 tháng 5 sau khi nhận được lệnh trục xuất trước đó của Tổng thống Maldives Mohamed Muizhu, người lên nắm quyền vào tháng 9 năm ngoái. Bộ Quốc phòng Maldives cho biết họ đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp hỗ trợ quân sự của Trung Quốc với Bắc Kinh vào cuối ngày thứ Hai, nói rằng thỏa thuận này là miễn phí. Trước đây, mối quan hệ của Ấn Độ và Maldives tương đối tốt. Đã có nhiều lần Ấn Độ cứu nước này không chìm sâu hơn vào bẫy nợ của Bắc Kinh. Nhưng mối quan hệ giữa Malé và New Delhi đã trở nên lạnh nhạt kể từ khi Muizhu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 năm ngoái. Vị Tổng thống này có quan điểm chống Ấn Độ và thân Trung Quốc, quốc gia là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Maldives. Muizhu cũng đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 1, nơi ông ký một loạt thỏa thuận về cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng hải và nông nghiệp. Trước đó, đã phủ nhận việc tìm cách vẽ lại sự cân bằng trong khu vực bằng cách đưa lực lượng Trung Quốc vào thay thế quân đội Ấn Độ. Còn người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, đã nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba rằng Bắc Kinh đang làm hết sức mình để cùng xây dựng quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với quần đảo này. Bà nói thêm, hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và Maldives không nhắm vào bất kỳ bên thứ Ba nào và không chịu bất kỳ sự can thiệp nào của bên thứ Ba. Đối với Ấn Độ mà nói, bị hất cẳng khỏi Maldives là một thất bại nặng nề. Với Ấn Độ,
Maldives nằm trong phạm vi ảnh hưởng của khu vực do có sự gần gũi về địa lý, kinh tế, an ninh và kết nối chính trị. Do đó, Ấn Độ rất quan tâm đến các sáng kiến đối trọng của Trung Quốc cả ở quốc đảo này và trong khu vực. Vì vậy, việc Trung Quốc ký thỏa thuận quốc phòng miễn phí với quốc đảo này giống như lời khẳng định về sự hiện diện ngày càng gia tăng một cách hợp pháp của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương. Quan trọng nhất là Maldives tuy nhỏ nhưng lại nằm ở một vị trí vô cùng chiến lược. Vâng, mặc dù là quốc gia châu Á nhỏ nhất về diện tích đất liền, nhưng mà Maldives là một trong những quốc gia phân tán về địa lý nhất trên thế giới, với một dãy núi ngầm dài tới 960 km chạy từ phía Bắc xuống phía Nam, tạo thành một bức tường giữa Ấn Độ Dương. Vị trí chiến lược của nó đã xác định tầm quan trọng địa chiến lược của Maldives vượt xa quy mô vật lý của nó. Điều này có thể được phản ánh rõ ràng khi Maldives được ví như là cổng thu phí ở Ấn Độ Dương, nằm ở phần phía Nam và phía Bắc của chuỗi đảo này là hai tuyến đường biển quan trọng. Những tuyến đường này rất quan trọng đối với luồng thương mại hàng hải giữa vịnh Aden và vịnh Hormuz ở Tây Á, cũng như là eo biển Malacca ở Đông Nam Á. Trong khi Ấn Độ Dương được coi là đường cao tốc quan trọng cho dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu, thì Maldives gần như đóng vai trò là một cổng thu phí. Mặc dù các tuyến đường biển ở vùng lân cận Maldives có tầm quan trọng chiến lược rộng lớn hơn đối với thương mại hàng hải toàn cầu, nhưng chúng lại có tầm quan trọng sống còn đối với Ấn Độ vì 50% thương mại đối ngoại của Ấn Độ và 80% năng lượng nhập khẩu của nước này đều đi qua các tuyến đường về phía tây này ở biển Ả Rập. Chưa dừng lại ở đó, khi hoạt động kinh tế hàng hải ở Ấn Độ Dương tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây, sự cạnh tranh địa chính trị ở Ấn Độ Dương cũng ngày càng gay gắt. Do đó, khi Trung Quốc có được quyền hiện diện ở hòn đảo này, tức là lợi ích chiến lược và những hạn chế về hậu cần của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương đã giúp nước này tăng cường hiện diện tại đây. Nói cách khác, Maldives đã trở thành một căn cứ địa vững chắc để Bắc Kinh kiểm soát Ấn Độ Dương. Khi họ đứng vững ở đây, đương nhiên, họ có quyền như một ông chủ thu phí hàng hải cho các hoạt động đường biển của các tàu chở hàng đi qua Ấn Độ Dương. Thế cho nên, Trung Quốc cũng không mất gì mà lại được quá nhiều khi thâu tóm toàn bộ chính quyền Maldives để có được một thỏa thuận tưởng chừng là miễn phí mà thực ra lại là một chiến thắng lớn. Đương nhiên là Ấn Độ biết tầm quan trọng của Maldives với chiến lược của mình, cho nên New Delhi luôn coi hòn đảo này là một trong các ưu tiên để mà đảm bảo một môi trường hàng hải thuận lợi và tích cực ở Ấn Độ Dương. Do đó, Ấn Độ liên tục đặt mục tiêu thúc đẩy một khu vực hòa bình và ổn định ngày càng mở rộng xung quanh mình. Ngoài ra, Maldives còn là đối tác quan trọng trong vai trò nhà cung cấp an ninh mạng ở khu vực Ấn Độ Dương của Ấn Độ. Cùng với Sri Lanka, cả hai quốc đảo Nam Á đều có vị trí chiến lược dọc theo các tuyến đường vận chuyển quốc tế Đông Tây quan trọng. New Delhi coi quần đảo Ấn Độ Dương nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Nhưng bây giờ, Maldives đã chuyển sang quỹ đạo của Trung Quốc. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn còn một nước cờ nữa để đối trọng với Trung Quốc. Đó là sử dụng Lakshadweep cũng có tầm quan trọng chiến lược. Tuần trước, Ấn Độ cho biết họ đang tăng cường lực lượng hải quân trên quần đảo Lakshadweep, cách Maldives khoảng 130 km về phía Bắc. Hải quân Ấn Độ cho biết đơn vị hải quân đóng trên đảo Minicoy sẽ tăng cường giám sát hoạt động trong khu vực. Sự rời xa Ấn Độ rõ nhất là khi vị Tổng thống mới thân Trung Quốc của Maldives phát biểu trước một cuộc biểu tình công khai ở phía Bắc thủ đô hôm thứ Hai. Muizhu tuyên bố sẽ không có quân đội Ấn Độ trên đất Maldives sau ngày 10 tháng 5, thời điểm họ dự kiến sẽ hoàn tất việc rút quân. Nói thẳng ra là trục xuất quân đội Ấn Độ hoàn toàn ra khỏi hòn đảo này, bất chấp việc người Ấn Độ đã được triển khai để vận hành 3 máy bay trinh sát mà New Delhi đã tặng cho Malé để tuần tra ranh giới biển rộng lớn của nước này. Ấn Độ cũng dự kiến sẽ thay thế nhân viên quân sự bằng nhân viên dân sự để vận hành máy bay, và Bộ Quốc phòng Maldives hồi tháng trước thông báo rằng phi hành đoàn dân sự Ấn Độ đã bắt đầu đến quốc đảo san hô này. Tháng trước, Malé đã cho phép một tàu nghiên cứu gây tranh cãi của Trung Quốc đi vào vùng biển của mình, trong một dấu hiệu cho thấy quốc gia này đang định hướng lại ngoại giao đối với Bắc Kinh và rời xa ân nhân truyền thống là Ấn Độ. Tàu Hướng Dương Hồng 3 của Trung Quốc đã đến Malé sau khi bị Sri Lanka từ chối cho phép cập cảng sau sự phản đối của Ấn Độ, quốc gia coi đây là tàu gián điệp. Như vậy có thể thấy, cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc và Ấn Độ rất gay gắt ở Maldives, nhưng đây không phải là đấu trường duy nhất cho sự cạnh tranh giành ảnh hưởng của đôi bên, mà nó là một đấu trường nữa của Hoa Kỳ và Trung Quốc.
maneuver, đấu trường không chỉ riêng Trung Ấn. Đối với Hoa Kỳ, quốc gia cũng lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Khi nước Mỹ dưới thời cầm quyền của cựu Tổng thống Trump, chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền ông từ tháng 12 năm 2017 đã tuyên bố một cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa tầm nhìn tự do và đàn áp về trật tự thế giới đang diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Do đó, vì Washington đã có vai trò vững chắc ở Ấn Độ Dương, nên cách tiếp cận của nước này là nhằm gây ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương có thể đóng một vai trò quan trọng. Câu hỏi đặt ra là tại sao các cường quốc như là Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ lại tham gia chặt chẽ vào chính trị nội bộ của một hòn đảo nhỏ với dân số chỉ khoảng 400.000 người? Hơn nữa, tại sao họ lại cần có mặt ở Ấn Độ Dương? Có một số điểm giải thích sự quan tâm của họ. Thứ nhất, sự cạnh tranh nhằm gây ảnh hưởng lên các quốc gia nhỏ được thúc đẩy bởi các sáng kiến của Trung Quốc trong khu vực, cũng như phản ứng của Ấn Độ và Mỹ đối với họ. Sự cạnh tranh chủ yếu được củng cố trong các tuyến đường thương mại và năng lượng trên biển. Khu vực Ấn Độ Dương có tầm quan trọng chiến lược do các tuyến đường vận chuyển chiếm hơn 80% lượng vận chuyển dầu và thương mại bằng đường biển của thế giới, bên cạnh việc triển khai lực lượng quân sự đáng kể. Vì vậy, đối với Trung Quốc, mục tiêu hàng đầu ở Ấn Độ Dương là bảo vệ các tuyến đường thương mại và vận chuyển dầu mỏ. Do phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ ở Trung Đông, Trung Quốc quan tâm đến việc đảm bảo an ninh cho các tàu chở dầu từ các quốc gia vùng vịnh. Do đó, Bắc Kinh cố gắng giảm thiểu những tổn thương của mình thông qua các dự án BRI bằng cách mở rộng các tuyến thương mại và năng lượng, đồng thời tăng cường ảnh hưởng chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương. Mặt khác, Ấn Độ vốn nỗ lực đóng vai trò trung tâm trong ngoại giao Ấn Độ Dương thông qua việc thành lập lực lượng hải quân, phát triển thương mại và cơ sở hạ tầng, cũng đã tham gia sâu vào địa chính trị của Ấn Độ Dương. Xét rằng, lợi ích của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương được tuyên bố trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là kiểm soát eo biển Malacca mà nước này có thể phong tỏa trong trường hợp tranh chấp Biển Đông leo thang hoặc là một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan nổ ra. Thứ hai, tác động an ninh của các cảng Trung Quốc ở Ấn Độ Dương khiến các cường quốc trong khu vực lo lắng. Các cơ sở ở nước ngoài của Trung Quốc có trụ sở tại Djibouti, Somalia và Wada của Pakistan được coi là tiền đồn của Trung Quốc, bên cạnh các cơ sở ở Karachi và Seychelles đã được Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sử dụng để bổ sung và tiếp nhiên liệu. Mặc dù Trung Quốc thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và thương mại, nhưng những cảng này có thể được sử dụng cho mục đích lưỡng dụng, dân sự và quân sự. Các cường quốc khác trong khu vực cho rằng sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương sẽ tiếp tục gia tăng và do đó quan tâm đến việc kiểm soát ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Do vậy, các quốc đảo ở Ấn Độ Dương có tầm quan trọng chiến lược to lớn do vị trí của chúng gần với các tuyến đường biển nối liền một Trung Đông giàu năng lượng với một Đông Á đang phát triển năng động, cũng như những tác động an ninh của các cảng biển Trung Quốc mà chúng ta đã nói trên. Để đảm bảo an ninh hàng hải và lợi thế kinh tế trong khu vực, các cường quốc cũng đang cạnh tranh nhau để gây ảnh hưởng đến các quốc đảo nhỏ, bao gồm ngoài Maldives thì còn có các đảo Socotra của Yemen, Madagascar, Mauritius hay là Seychelles. Sự gần gũi với các tuyến đường biển cho phép kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa thương mại bằng đường biển là lợi thế chính của các quốc đảo Ấn Độ Dương. Đối với các quốc đảo này, chiến lược phòng ngừa rủi ro giữa các cường quốc và tăng cường hợp tác với Mỹ, Ấn, Nhật, Úc là cơ hội để đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong bối cảnh này, đối với Maldives, kết quả của cuộc bầu cử vừa qua khiến cho một chính phủ thân Trung Quốc lên cầm quyền cũng đã mang đến rủi ro cho nước này nhiều hơn là cơ hội tận dụng vị thế đặc biệt trong địa chính trị để mà phát triển, thậm chí là trả nợ được cho Trung Quốc. Số phận của Maldives. Như chúng ta đã vừa nói ở trên, Trung Quốc là một chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Maldives. Khi quốc gia này bị chủ nợ siết chặt, đương nhiên là họ sẽ phải mất chủ quyền lãnh thổ. Maldives không thể trả khoản nợ từ 1,5 đến 2 tỷ USD cho Trung Quốc bởi vì quốc gia Ấn Độ Dương này chủ yếu chỉ được biết đến như là một điểm đến du lịch mà thôi. Thu về chưa đến 100 triệu đô mỗi tháng từ doanh thu của chính phủ. Vậy thì làm sao mà họ có thể trả nợ cho Bắc Kinh được đây? Đáng nói là các nghĩa vụ nợ với Trung Quốc đã chiếm gần 80% nợ của Maldives. Phần lớn số tiền được đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bao gồm đường xá, cầu cống và sân bay. Nhưng đây là những dự án phù phiếm, những con đường chẳng dẫn đến đâu,
những sân bay cũng trống rỗng. Trong khi đó, các khoản nợ của Maldives thì đang lãi mẹ đẻ lãi con, đến khi không thể trả lãi, chứ đừng nói là trả gốc. Trung Quốc sẽ đòi quyền sở hữu từ chủ sở hữu của nhiều hòn đảo và nhà khai thác cơ sở hạ tầng khác nhau. Và khi đó, Bắc Kinh sẽ được tự do nắm giữ vùng đất đó. Đây chính là cách mà Maldives sẽ phải đánh mất chủ quyền lãnh thổ chỉ vì sập bẫy nợ của Trung Quốc. Phải thừa nhận rằng, ngoại giao bẫy nợ đã mang lại cho Trung Quốc những hiệu quả lớn mà không cần bắn một phát súng nào. Trung Quốc đã chiếm được nhiều đất hơn cả công ty Đông Ấn vào thời kỳ đỉnh cao của thế kỷ 19. Việc chiếm đất này làm xói mòn chủ quyền của Maldives. Điều lo ngại nhất là một khi các cảng đã được xây dựng trên quần đảo mà bị Trung Quốc biến trở thành những cơ sở hạ tầng thương mại này, có thể rất dễ dàng trở thành tài sản quân sự, thì đây không phải là vấn đề nhỏ của Maldives nữa, mà còn là của nhiều quốc gia liên quan tới lợi ích ở Ấn Độ Dương. Đây sẽ là mối đe dọa lớn đối với toàn bộ vùng biển chiến lược này. Nếu Maldives nằm hoàn toàn trong quyền ảnh hưởng của Trung Quốc, có một số hậu quả có thể xảy ra. Thứ nhất là thay đổi chính trị. Chính phủ Maldives có thể trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ và áp đặt của Trung Quốc, dẫn đến việc thay đổi đáng kể trong chính sách và quyết định nội bộ của quốc gia. Thứ hai, tăng cường quân sự và an ninh. Trung Quốc có thể sử dụng Maldives như một cơ sở quân sự và đầu đạn để tăng cường sức mạnh quân sự và an ninh của mình trong khu vực Ấn Độ Dương. Thứ ba, ảnh hưởng tới cả vùng lân cận. Sự tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc tại Maldives có thể gây lo ngại cho các quốc gia láng giềng như là Ấn Độ và Sri Lanka, gây ra căng thẳng trong khu vực và có thể dẫn đến tăng cường các hoạt động quân sự và đối đầu. Thứ tư, tác động đến môi trường. Như chúng ta đã biết, ở đâu có dấu chân của Trung Quốc, ở đó sẽ bị tàn phá một cách thê thảm. Điều này đương nhiên cũng để nói đến sự can thiệp của Trung Quốc có thể tác động đến môi trường tự nhiên của Maldives thông qua các dự án xây dựng và khai thác tài nguyên, gây ra hậu quả đáng lo ngại đến sự bền vững của hòn đảo và cộng đồng dân cư địa phương. Có một vấn đề mà chúng ta có thể đặt câu hỏi, đó là khi báo chí quốc tế nói Maldives là một nền dân chủ thì tại sao không có một cuộc trưng cầu nào dành cho người dân về việc là họ có muốn giải quyết tình hình ở đất nước hay không? Họ chọn con đường của quốc gia như thế nào? Hiện nay, chính phủ thân Trung Quốc cầm quyền lãnh đạo quốc đảo này lại khiến người ta phải thắc mắc, nó có hậu thuẫn của Bắc Kinh trong việc can thiệp bầu cử không? Nếu có, thì đây là minh chứng cho việc người dân Maldives đã mất chủ quyền tự quyết vào tay Trung Quốc từ lâu. Nói tới vấn đề chủ quyền dân tộc, nhiều người chỉ nghĩ đó là chủ quyền lãnh thổ. Nó đúng nhưng mà chưa đầy đủ. Nó còn có cả quyền tài phán, quyền tự quyết đối với chính sách đối nội và đối ngoại của quốc gia đó. Khi nền chính trị bị ngoại bang thao túng, nền kinh tế bị chìm trong bẫy nợ, thì không thể nói là quốc gia đó là độc lập và dân chủ được nữa. Gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay, ở Biển Đông cũng có hàng loạt những diễn biến leo thang khi mà đụng độ trên biển đã xảy ra giữa Trung Quốc và Philippines. Một đoạn video cũng đã ghi lại khoảnh khắc tàu Philippines bị vòi rồng của tàu Trung Quốc bắn trúng và kính chắn gió của tàu bị vỡ. 4 nhân viên bị thương trong cuộc tấn công bằng vòi rồng. Hôm thứ Ba vừa qua, Philippines đưa ra cáo buộc chống lại Trung Quốc, khẳng định rằng một tàu cảnh sát biển của Bắc Kinh đã cản trở nhiệm vụ bổ sung quân ở Biển Đông. Jay Tariala, người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, tuyên bố rằng tàu Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động diễn tập nguy hiểm, cản trở BRP Sindangan, một tàu hộ tống của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Điểm đến dự kiến của nhiệm vụ tiếp tế chính là bãi cỏ mây, nơi chứa tàu chiến BRP Sierra Madre mắc cạn của Philippines. Vụ việc này đánh dấu cuộc đối đầu mới nhất giữa đôi bên tại vùng biển tranh chấp. Philippines cho rằng hành động của Trung Quốc đã làm gián đoạn nỗ lực duy trì các hoạt động quân sự trong khu vực của nước này, tạo thêm một chương mới cho những căng thẳng đang diễn ra giữa hai quốc gia ở Biển Đông. Ngay sau vụ va chạm đầu tiên, các tàu thuyền của Trung Quốc và Philippines lại gặp phải một cuộc đối đầu khác ở vùng biển tranh chấp. Trong vụ việc tiếp theo này, hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng chống lại một tàu tiếp tế của Philippines, khiến 4 người trên tàu bị thương. Theo báo cáo của lực lượng đặc nhiệm chính phủ Philippines, phản ứng trước vụ việc này, cảnh sát biển Trung Quốc đã ra tuyên bố quy toàn bộ trách nhiệm cho Philippines. Tuyên bố khẳng định Philippines đã vi phạm lời hứa, khiêu khích thông qua các chiến thuật tống tiền, giật gân và liên tục phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Biển Đông, một điểm nóng địa chính trị, đã chứng kiến nhiều cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines, được đánh dấu bằng căng thẳng leo thang và trao đổi bằng lời nói trong những tuần gần đây.
Tranh chấp nảy sinh khi cảnh sát biển Philippines bác bỏ khẳng định của Trung Quốc rằng một tàu đánh cá Philippines đã xâm phạm vùng biển của Bắc Kinh, đồng thời nói rõ rằng tàu này đang tuần tra gần bãi cạn Scarborough. Chưa dừng lại ở đó, hôm 5 tháng 3, Reuters đưa tin Trung Quốc bỏ ám chỉ thống nhất hòa bình với Đài Loan. Điều này chính là lời đe dọa sẽ thống nhất Đài Loan bằng biện pháp quân sự. Tất cả những yếu tố này đã nói lên rằng Trung Quốc đang gia tốc để tận dụng khoảng thời gian vàng từ bầu cử Mỹ để mà thúc đẩy ảnh hưởng của mình mở rộng hơn nữa. Vấn đề là việc Trung Quốc có thể cả gan như thế lại không phải do thực lực hùng mạnh của nước này từ bên trong, mà lại do sự yếu kém của chính quyền đương nhiệm Mỹ. Chính quyền của ông Biden đang đưa nước Mỹ trở thành một cường quốc ốm yếu và biến Trung Quốc trở nên hùng mạnh hơn. Do đó, thời điểm chuyển giao quyền lực ở Mỹ giữa hai chính quyền tổng thống rất có thể là thời điểm mà Trung Quốc sẽ tận dụng để chạy nước rút cho tham vọng của mình, không chỉ ở khu vực mà còn mưu đồ địa chính trị toàn cầu, bao gồm cả Biển Đông và Ấn Độ Dương. Và đồng minh của Mỹ trong bối cảnh này đang bị đe dọa bởi Trung Quốc nếu như ông Biden vẫn cứ tiếp tục mơ màng về Bắc Kinh. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn xin hãy để lại bình luận ở bên dưới để tiếp tục thảo luận các vấn đề nóng bỏng với chúng tôi. Lê Minh xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người. Hẹn gặp lại quý vị trong các video mới.